Cục Hàng hải Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh quy mô cầu cảng số 1 thuộc cảng container quốc tế cảng Sài Gòn SSA, gọi tắt là cảng SSIT, tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Theo quyết định mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam, cầu cảng số 1 của cảng SSIT là cầu cảng có kết cấu dạng bến nhô với tuyến bến có chiều dài 600m, đáp ứng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 199.273 deadweight, giảm tải với mớn nước phù hợp. Trước đó, tháng 3 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản thống nhất chủ trương cho cảng SSIT chính thức tiếp nhận tàu container có trọng tải gần 200.000 deadweight. Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container có trọng tải trên 166.000 deadweight đến gần 200.000 deadweight vào rời bến cảng.